các bạn, bảy về một chiếc xe nâng các bạn, xe rất đẹp ha. Xe này nếu mà lấy xác á, chế lại nhiều thứ lắm nha. Cái này lấy cái xác mà chế lại nhiều thứ lắm nha các bạn. Cái vàng, các bạn thấy cái bàn vàng cầu phía sau không? Quá đã. Vàng nâng, vàng nâng, vàng cầu. Ok, xe đẹp nha. Khách nào cần thì liên hệ mình. À, bánh nè. Cái này là cao su. Bánh cao su. Các bạn nhìn cái máy á. Ha. Máy bên trong. Cái này biết cái dàn gì ha. Cái này khả năng là cái dàn kéo thủy lực. Bơm thủy lực. Vàng nâng. Vàng máy. Cái này cái tay điều khiển nha các bạn. Tay điều khiển đây nha.